Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin mới cập nhật về chuyển đổi số, tiếp đó là phóng sự Lào Cai phát triển nhân lực số. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2023, tỉnh Lào Cai xếp thứ 17 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số ICT Index, chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông. Chỉ số này đang tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo để cải thiện. Tỉnh đã và đang triển khai chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, truyền thông, du lịch, thuế, nông nghiệp, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu. Nhiều ứng dụng được đưa vào sử dụng tạo sự thuận lợi cho người dân như cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống phản ánh hiện trường trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sapa, cổng chuyển đổi số của tỉnh và đã đưa 154 trên 163 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, thanh toán phi tiền mặt. Tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng những sản phẩm, mô hình công nghệ vào đời sống, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng viễn thông và cải thiện chất lượng dịch vụ tại khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình trường học an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Sở Thông tin và Truyền thông khởi động thí điểm tại 23 trường học vào cuối năm 2023 với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ thông tin của nhà trường, giáo viên, học sinh và xã hội. 23 trường học ở các xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, Tả Phơi, thành phố Lào Cai và Tân Thượng, huyện Văn Bàn được lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn thông tin khi truy cập Internet. Cùng với thiết bị đã được lắp đặt, SafeGate School là bộ giải pháp quản lý bảo vệ an toàn được phát triển dành riêng cho các trường học. SafeGate School ứng dụng mô hình điện toán đám mây, giải pháp cung cấp các tính năng bảo vệ các thiết bị trong trường học khỏi địa chỉ lừa đảo, mã độc, cảnh báo để xử lý sớm máy tính bị virus tấn công, mã hóa dữ liệu. Thưa quý vị và các bạn, xác định nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, Lào Cai đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Luôn tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là công nghệ thông tin, là giải pháp được chị Nguyễn Thị Liên, cán bộ bộ phận một cửa xã Bản Qua thực hiện thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các bước đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công quốc gia, thực hiện quy trình toàn trình thuận lợi nhanh chóng. Hàng năm thì chúng tôi cũng đều được tham gia các lớp tập huấn do cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức. Thì như trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã được tập huấn 2 lớp về chuyển đổi số và liên quan đến hồ sơ dịch vụ công, số hóa hồ sơ, thì một lớp ở tỉnh và một lớp ở huyện. Chúng tôi đều được các lãnh đạo tạo điều kiện để chúng tôi tham gia đảm bảo đầy đủ các lớp tập huấn. Tại phòng tư pháp huyện Bảo Thắng, hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả nhờ ứng dụng các phần mềm mới, giảm thiểu thời gian, công sức cho công dân. Chúng tôi thường xuyên được tập huấn phần mềm là chứng thực bản sao điện tử, phần mềm chứng thực của dùng chung của tỉnh và phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp. Và ngoài ra thì còn một số những cái phần mềm chuyên ngành khác nữa. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, việc nâng cao kiến thức kỹ năng để làm việc an toàn trên môi trường số được tỉnh chú trọng. Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin đã được tổ chức. Năm 2023, Lào Cai đã mở 13 lớp đào tạo an toàn thông tin với 383 học viên tham gia. Hiện nay chúng tôi thì cũng đang tham mưu cho tỉnh xây dựng một cái đề án thuê chuyên gia về chuyển đổi số. Thì cũng đấy cũng là một cái giải pháp để tới đây có thể là các ngành, các địa phương về thuê chuyên gia để tư vấn cho chúng ta trong quá trình chuyển đổi số ở cơ quan địa phương mình. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực số, tạo mắt xích quan trọng để xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó trọng tâm là tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.